các điểm hạn chế của chế độ Eat Clean mà các bạn có thể cải thiện. Eat Clean là một chế độ dinh dưỡng đang rất là phổ biến hiện nay, là một chế độ cung cấp cho các bạn chất xơ, chất đạm và ít chế biến, cho nên là giữ được rất là nhiều những cái hàm lượng dinh dưỡng trong thực phẩm. Tuy nhiên, chế độ nào cũng có điểm mạnh và điểm yếu. Thế thì trong video này Nhi sẽ chia sẻ hai cái điểm yếu lớn của chế độ dinh dưỡng Eat Clean để các bạn có thể thay đổi và cải thiện để giúp cho cái chế độ ăn của chúng ta nó trở nên hoàn thiện hơn ha. Cái điểm hạn chế thứ nhất đó là trong Eat Clean không có đề cao cái chất béo tốt, trong khi chất béo tốt, good fat, chính là một cái dinh dưỡng, một cái chất dinh dưỡng cực kỳ quan trọng đối với cơ thể của chúng ta luôn. Vì chất béo nó cấu tạo nên hormone nè, nó là cái năng lượng cho trái tim hoạt động và rất nhiều những cái lợi ích khác nữa. Do đó, sau khi các bạn xem video này xong, nếu các bạn đang ăn Eat Clean thì chúng ta có thể bổ sung thêm một hoặc hai muỗng dầu ô liu ở trong cái khẩu phần ăn của mình để chúng ta có thể lấy được chất béo tốt ha. Và điểm hạn chế thứ hai của Eat Clean đó chính là không có đề cao cái lợi khuẩn. Và lợi khuẩn là cái hệ vi sinh vật sống trong cái đường ruột của chúng ta, có tác dụng cực kỳ quan trọng giúp các bạn đề kháng nè, rồi nó cũng giúp các bạn điều hòa nội tiết nè, rồi ảnh hưởng đến tâm trạng của các bạn nữa. Và cái lợi khuẩn nó chỉ có trong các loại thực phẩm lên men mà thôi. Do đó, khi mà các bạn đang ăn Eat Clean và các bạn muốn bổ sung đầy đủ lợi khuẩn thì hãy dùng thêm trà kombucha hoặc là bổ sung thêm những cái nước uống làm từ cái kefir chẳng hạn, hoặc là sữa chua. Thế thì khi mà các bạn kết hợp được như vậy thì các bạn lấy được những cái lợi ích quan trọng của Eat Clean, đồng thời lại khắc phục được những cái hạn chế của nó, khiến cho cái bữa ăn của các bạn có chất lượng hơn rất là nhiều. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy like và theo dõi kênh để nhận được cập nhật những cái video mới nhất của Nhi ha. Xin chào và hẹn gặp lại.